Ê sao? Trời ơi, lâu ngày dễ sợ luôn á. Dạo này khỏe không? Chào chị bé xoài, em mới lên đây tức thì luôn á. Thì chuyện em khỏe hay không? Hỏi xã giao thôi mới làm gì quạo dữ vậy? Làm như em lên đây là do bé xoài không bằng á. Chứ còn sao nữa? Tất cả là tại chị. Ê ơi, mấy chị bướm bướm đằng kia đẹp quá Bé à. xoài nói nhỏ cho nghe nè, chị bướm bướm ngày xưa cũng là một con sâu giống em đó. Thì hả chị? Nghĩa là em cũng có thể trở thành bướm hả? Đúng rồi, nhưng em phải đủ mạnh mẽ để phá vỡ cái kén của mình thì mới được. Em chưa đủ mạnh mẽ sao chị? Chưa đủ đâu em ạ. Bé xoài chỉ cho nghe nè, từ giờ về sau mỗi sáng thức dậy hét lên thật là to, tôi sẽ là một con bướm. À hô, à hô, à hô. Tôi sẽ là một con bướm. À hô, à hô, à hô. Ủa rồi bé xoài nói gì sai? Em phải đủ mạnh mẽ để phá vỡ cái kén của mình chứ. Em cũng đã từng nghĩ như vậy. Cho đến ngày hôm nay, tôi sẽ là một con bướm. À hô, à hô, à hô. Sâu ơi sâu à, em đừng phí công vết nữa, em không thành bướm được đâu. Chị thôi đi, chị sợ tôi thành bướm rồi, tôi đẹp hơn chị chứ gì. Em không phải là sâu bướm, em chỉ là một con sâu bình thường thôi. Cánh bướm giới gian, bây giờ đã nói với em rồi, em sẽ là một con bướm, em phải là một con bướm. Em bay cho chị coi nè. À hô, à hô, à Ngon. Cuộc sống này bất công quá phải không chị? Con sâu hóa thành bướm không phải vì nó đã nỗ lực, mà vì bản chất nó đã là một con bướm rồi.